Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điện Máy Cao Hiếu. Thì như đã hứa thì cứ mỗi hôm nào mà mình đóng hàng mà có các cái đơn nó nhiều một chút, có nhiều cái mặt hàng phụ tùng ấy, thì mình sẽ quay lại và chia sẻ lên cho anh em xem để tham khảo. Đấy, để mọi người mà ai thấy trong video mà có những cái phụ tùng gì anh em cần thì anh em sẽ liên hệ với mình cho nó dễ, bởi vì là nhiều mặt hàng nên nhiều khi anh em hỏi mình báo giá hay là giới thiệu thì mình không thể là một lần mà đưa lên hết được. Đấy, thì mỗi video mình đóng hàng này thì mình sẽ lại quay cho anh em xem. Đấy, thì như đây là mình đang có hai đơn hàng ấy này, bên này một đơn này, bên này một đơn và một số cái đơn nhỏ mình đóng trước rồi. Đấy, thì đầu tiên thì mình sẽ đi từ các cái nhỏ trước. Đấy, ví dụ như đây là cái cùm ghi đông, tức là cái mà để bắt cái ghi đông vào ấy. Đấy, cùm ghi đông thì nó có các cái cỡ là 24, 26, 28. Đấy, ba cỡ thông dụng như thế. Đó, cùm ghi đông. Rồi ngoài ra thì có chuông côn này, chuông côn máy 260, 330, 260 có 7 ránh, 9 ránh, 11, 13. Rồi là có chuông của máy 143 thủy điện. Đấy, nói chung là nhiều loại lắm. Sẵn, đây là cái tàu buri, mình bỏ trong hơi khó nhìn mọi người nhé. Tàu buri, đấy, IC cao áp này. Rồi bố côn, chuông côn bố côn. Đây, bố côn của máy GX35, 330 lắp chung cho nhau được. Đấy. Rồi lọc xăng, đây là lọc xăng. Trong cái thùng này là một cái đơn lẻ, đơn nhỏ. Đấy anh em lấy, mình không cần phải là nhiều số lượng nhiều gì đâu. Giá bên mình thì luôn là hợp lý và tốt. Đấy, lấy càng nhiều giá càng tốt. Đây là tay ga bóp mọi người nhá. Tay ga bóp. Dưới này là chế hòa khí, chế hòa khí 220. Đấy, đây là chế hòa khí này, là chế của máy GX160 là 5.5 ấy. Ngoài ra có công tắc này, cổ chế này. Đấy, mình đi nhanh thôi nhá, nhiều phụ tùng mình sẽ đi nhanh thôi. Đấy, cổ chế có cổ chế 260 và cổ chế 330. Đấy, cái này là 260 này. Đấy, cái này là 330. Đấy. Rồi đồng hồ, ví dụ như đồng hồ 2HP này. Đồng hồ áp ấy. Đây là đồng hồ áp của máy rửa xe bơm thuốc. Đấy, đồng hồ áp 2HP thì nó to, còn 1HP thì nó bé hơn. Ngoài ra thì có van phớt, thì cái này mình đóng theo túi hết rồi. Đấy, mà cũng nhiều video mình chia sẻ cho các anh em biết rồi. Đấy, rồi bình xăng. Bình xăng 260, bình xăng loại này loại đẹp. Đó. Cái ấy khá là kín. Đấy, chân ốc này. Bình xăng này. Đó là đẹp nhất, bình xăng 260. Ngoài ra có tay ga có cái tay ga 2 thì và tay ga 4 thì. 4 thì là cái dòng mà nó có ốc để bắt như kiểu chế của GX35 ấy. Đấy, có bắt để tăng giảm này. Đấy, gọi là ga 4 thì. Ngoài ra thì mình có cung cấp RB7 và các cái dòng xịt rửa vệ sinh nhé. Đấy, xong rồi thì mình có lọc rác này, lọc rác của máy rửa xe này. Rồi đây là tổng hợp các cái loại nắp xăng thông dụng. Nắp xăng Mitsu 26, nắp xăng Echo 253, nắp xăng Maru lớn, Maru nhỏ, rồi nắp xăng Robin rất là nhiều. Ngoài ra thì có đầu bò có đầu bò 28, 9 rãnh, rồi 26, 7 rãnh, rồi đây 26, 7 rãnh đây. Nói chung là các loại, các hệ. Đấy, đầu bò này thì anh em muốn lấy được, anh em chỉ cần biết là cái đường kính này, cái đường kính của cái cần ấy, đấy là bao nhiêu, và cái ti ở cái rãnh ở trong này. Đấy, các bạn nhìn ở trên đếm ở trên cái ti thì nó dễ hơn, cái ti cần ấy. Đấy, thì xem là bao nhiêu rãnh thì sẽ lấy được theo cái loại đấy. Xong rồi thì sẽ là các cái bổ piston. Bổ piston này là bổ piston 330. Đấy, tức là 36 ly ấy. Con này là 36 ly. Có cả, đây, sẽ lấy ra cho các bạn xem. Có piston này, có xác măng này. Đấy, có xác măng và có phe này, phe giữ này, có ắc này, ắc chốt đấy. Đấy, nói chung là đầy đủ, thiếu mỗi cái xi lanh nữa thôi. Đấy, những cái này thì anh em thay khi mà nó bị ráp, bị xước. Đấy, đấy là về piston 330. Xong rồi thì
Có tay lái, bên mình có tay lái, tức là tay lái cắt cỏ, có công tắc. Có công tắc và khóa luôn. Đấy. Dòng này thì có dây ga liền luôn nhá, dây ga liền. Nó có, đây là cái tay bên, gọi là tay có công tắc và một cái tay nữa là không có công tắc. Đấy thì anh em lấy lẻ mình vẫn có, hoặc là lấy theo bổ mình vẫn có. Đấy. Đây là chắn cỏ. Chắn cỏ ở đây thì bản này cũng là vừa. Đấy, bản vừa. Thì chắn cỏ này dùng chung được cho cần 24, 26, 28 để dùng chung được nhá. Ngoài ra thì có piston. Đấy, đây đơn hàng. Đấy, thì cái đơn hàng bên này thì cơ bản là như thế thôi. Còn cái đơn hàng bên này thì sẽ có là tay ga cắt cỏ. Đấy, sẽ có tay ga. Tay ga này gọi là tay ga chết màu đen. Đấy, tức là anh em gạt là nó đứng ở một vị trí, nó không nhảy như là cái tay ga này. Đây gọi là tay ga bóp này, tay ga nhảy này, tay ga màu trắng. Đấy, còn cái tay ga kia cũng là tay ga bóp, nhưng mà loại đấy là loại có công tắc. Đấy, để phân biệt như thế. Rồi đây là xẻng măng. Xẻng măng này thì là xẻng măng của máy xăng 152. Đấy, máy xăng 152. Thì cái này anh em hay thay là bởi vì dòng máy xăng 152 thì ít, nói chung là ít khi anh em mà doa hơi, doa lên cốt gì cả. Còn cái dòng máy Honda thì anh em cần phải lên doa hơi, doa cốt ấy lên đẹp. Còn loại máy xăng tàu rẻ này thì anh em cứ thay xăng măng thôi, thay đến lúc nó ấy quá thì bỏ. Đây là hộp giật. Hộp giật máy 330. Loại này là loại gọi là gì nhỉ, 4 chấu hình chữ thập. Đấy, gọi là 4 chấu hình chữ thập. Hộp giật 330. Ngoài ra thì nó có 2 chấu nữa, nhưng mà đơn này thì không có. Cái này là toàn chữ thập thôi. Rồi hộp giật của máy 260 này. 260 2 chấu, 4 lỗ 2 chấu. Đấy. Và ngoài kia là 4 lỗ 4 chấu. Đây là bình xăng. À, đây là piston. Đấy, cái đơn bên này thì đây là bác này, bác có lấy về để bán nữa, nên là chủ yếu là bác ấy lấy theo số ít loại nhưng mà số lượng nhiều. Đấy, để bác bán kèm bên này là bảo trì bảo dưỡng máy cho khách hàng. Đấy. Hộp giật đấy, thay rất là nhiều. Còn cái đơn bên này thì là số lượng từng loại thì ít nhưng mà lại nhiều mặt hàng. Đấy, cho nên là hôm nay mình cứ có video như này thì mình quay thôi, mình quay cho các bạn xem, bạn tham khảo thêm. Ví dụ như cái đơn này thì nó ít, số lượng ít nhưng mà nó lại là nhiều mặt hàng đấy, thì chia sẻ anh em sẽ biết được nhiều cái hơn. Đấy. Đây cái chuông 260 và chuông 330 thì đấy, các bạn nhìn kích cỡ nó khác hẳn nhau. Đó, cái nó rất là to. Đấy, chuông này thì nó phụ thuộc các yếu tố, đấy là về kích cỡ đường kính này, to này. Thứ hai là cái khía ở trong này. Đấy, bao nhiêu khía này. Thứ ba nữa là cái chiều dài. Đấy, cái chiều dài thường là máy bãi thì nó sẽ ngắn hơn. Ngắn hơn, còn cái thường dòng máy ví dụ như 4 thì với ấy thì nó là dài. Nó tùy nhá, tùy loại chứ, mình nói chung chung thế thôi. Đấy, để anh em dễ phân biệt hình dung. Đấy, C330 thì nó sẽ là hai chân đối xứng như này. Đấy, còn cái IC260 đây, IC260 thì nó sẽ là chân vãng một bên. Ngoài ra thì nó còn nhiều, tùy vào từng loại thì nó còn nhiều loại IC nữa, ví dụ thì châu 253, đấy, rất là nhiều thứ. Đấy, ngoài ra thì có ví dụ như FUD này, à đây là lúp P. Lúp P một chiều của đầu 2HP là loại to này. Đây lúp P này. Rồi đây là lúp P của 1HP. Đấy. Còn đây là phớt của lúp P này. Rồi phớt trục, phớt ti của đầu 1HP. Ở đây là phớt của lúp P 1HP. Đấy, nó có rất khá là nhiều loại. Ngoài ra thì rất là nhiều loại luôn. Dung dịch tẩy rửa vệ sinh chế thì bên mình có dòng chuyên vệ sinh chế là màu xanh xanh ấy. Còn loại này là RV7 thì dùng cũng có thể vệ sinh chế được, cũng có thể là anh em dùng để
xịt vào ốc yếc để mở nó dễ hơn. Đấy, ví dụ như sửa những con cắt cỏ thì anh em có thể dùng RB7 này. Đấy, sáng mình có quay một video hướng dẫn anh em sửa về cái đầu nổ cắt cỏ ở đấy. Đấy, thì mình bán hàng nhưng mình vẫn tranh thủ những cái thời gian rỗi mình hướng dẫn cho mọi người cách sửa chữa. Đấy, thì kết thúc video ở đây nhé. Xin chào mọi người nhé.